Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 21 tháng 2 năm 2022. Hôm nay cũng là một ngày rét kỷ lục khi mà nhiệt độ bên ngoài chắc chỉ khoảng 8 đến 9 độ. Và ngày hôm nay thì trời đã không có mưa và lạnh nhưng mà thời tiết tốt. Thì uh, con thuyền lịch sử của chúng ta hôm nay tiếp tục trôi về thời kỳ nhà Trịnh. Thì trong số trước chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ 11 của nhà Trịnh dưới thời Lê Trung Hưng, đó chính là chúa Trịnh Tông hay là Trịnh Khải. Ông sinh năm 1763 và mất năm 1786, hưởng 24 tuổi. Ông trị vì 4 năm từ năm 1782 đến năm 1786. Ông lên ngôi năm 17, 1782 qua cuộc kêu binh nổi loạn, đó là những binh lính Gốc ở Thanh Hóa, Nghệ An đã giết chết Quận Huy cũng như là thế uh, chuất uh, Chúa Trịnh cán Lúc đó mới có 5 tuổi. Và đến năm 1786 thì ông đã bị thua quân Tây Sơn. Và sau đó ông đã bị bắt và uh, ông đã tự sát. Và lúc đó thì cũng đã đánh dấu sự suy vong của nhà Trịnh. Thì ở trong số ngày hôm nay Trung sẽ chia sẻ về vị Chúa cuối cùng của nhà Trịnh trong lịch sử Việt Nam. Đó chính là Chúa Trịnh Bồng. Trịnh Bồng hay còn được gọi là án đô vương Trịnh Bồng, ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1749 và mất ngày 13 tháng 2 năm 1791, là vị chúa thứ 12 thời Lê Trung Hưng và cũng là vị chúa cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, nguyên quán Trịnh Bồng ở làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông trị vì từ tháng 9 năm 1786 đến tháng 9 năm 1787 thời kỳ của vua Lê Mẫn Đế 1786-1789 và ông chính là người chứng kiến sự suy vong của nhà Trịnh. Trịnh Bồng là con của Uy Nam Vương Trịnh Giang, sinh năm 1740, anh họ của Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm và là bác họ của Đoan Nam Vương Trịnh Khải. Khi cha con Trịnh Sâm cầm quyền, ông được phong là Côn Quận Công. Khi xảy ra vụ án năm canh tí 1780, Trịnh Khải bị Trịnh Sâm ghét và phế làm con út không cho kế nghiệp, nhưng con thứ là Trịnh Cán mà Tuyên Phi sinh ra lại yếu ớt. Lúc đó Trịnh Sâm từng tính đến việc cho Tuyên Phi Đặng Thị Huệ nuôi Trịnh Bồng làm người thay thế trả lại ngôi chúa cho Trịnh Giang. Trịnh Sâm mất điện đô vương, Trịnh Cán lên ngôi, kiêu binh đổi loạn, giết phụ chính Hoàng Đình Bảo, lật đổ Cán, Mấy lần kiêu binh muốn đến rước Trịnh Bồng lên làm chúa nhưng ông từ chối, kiêu binh bèn đập Trịnh Khải làm chúa, tức là đoan Nam Vương. Cơ nghiệp của họ Trịnh, thời Trịnh Khải đã suy yếu, kiêu binh làm loạn, triều đình bất lực phía Nam quân Tây Sơn thế mạnh như nước năm 1786, vua Thái Đức Nguyễn Nhạc cử em là Nguyễn Huệ, cùng tướng cũ của Bắc Hà mới về hàng là Nguyễn Hữu Trịnh mang quân ra Thăng Long. Quân Trịnh thường ngày đã chảnh mảng việc phòng bị gặp phải sức tiến công của quân Tây Sơn đã nhanh chóng tan rã. Quân Tây Sơn với khẩu hiệu phủ lê diệt trịnh chỉ trong một tháng đã chiếm được Thăng Long. Khi Trịnh Khải bỏ trốn nên Sơn Tây, Trịnh Bồng khi đó đã ngoài 40 tuổi, nánh nạn ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khi Nguyễn Huệ và vua Thái Đức Nguyễn Nhạc rút về Nam Hà, các tướng cũ của họ Trịnh là Hoàng Phùng Cơ, Đinh Tích Nhưỡng và Dương Trọng Tế khởi binh khôi phục lại họ Trịnh. Một số người tông tộc khác là Trịnh Lệ mang quân vào chiếm giữ phủ chúa Trịnh để làm chúa vua Lê Mẫn Đế vốn được tác động của anh em tây sơn không bằng lòng việc lập lại chúa trịnh tình hình ở kinh thành rất căng thẳng đinh tích nhưỡng nhân cơ hội đó khuyên trịnh bồng lấy danh nghĩa dẹp trịnh lệ làm loạn để giúp vua lê nhân đó trịnh bồng tập hợp được nhiều tướng sĩ cũ cuối cùng phe trịnh lệ thất thế trịnh bồng vào ít kiến vua lê Mận đế tức là vua lê chiêu thống chiêu thống vẫn chỉ phong ông làm thái úy tức côn quận công như cũ phe đinh tích nhưỡng nhất định ép chiêu thống phải phong trịnh bồng làm vương Vua chiêu thống không bằng lòng, song vì thế yếu không thể ngăn được, nên bất đắc dĩ phải chấp nhận nên phong trào Trịnh Bồng, nên phong cho Trịnh Bồng làm nguyên soái tổng quốc chính án đô vương. Trịnh Bồng nhu nhược không điều khiển được công việc chính sự vào tay Đinh Tích Nhưỡng, vua Lê lại bị nấn át như trước đây nghe lời khuyên của các văn thần, vua chiêu thống với Nguyễn Hữu Trịnh đang chấn thủ ở Nghệ An, đem quân về giúp. Cuối năm 1786, Nguyễn Hữu Trịnh được lệnh của vua Lê mộ được hơn một vạn quân đánh thốc ra thăng long các tướng họ trịnh đều không phải là địch thủ của hữu trịnh nên bị trịnh đánh bại trịnh bồng trốn chạy về xã dương xá rồi quế võ bắc ninh sau đó ông đi hải dương quảng yên và thái bình mộ quân nương để đánh lại nguyễn hữu trịnh nhưng đều bị thất bại trịnh bồng chạy khỏi kinh thành phủ chúa trịnh được xây từ hơn 200 năm bị lê chiêu thống đốt cháy rụi và việc chiêu thống nghe lời của nguyễn hữu trịnh cho vét hết chuông đồng và tượng đồng ở các chùa các đền trong nước đem đúc tiền để dùng vào việc quân. Trịnh Bồng chạy thoát, dâng biểu về cho Lê Chiêu Thống viết, kiếp này sinh ra nỗi thời gặp lúc nước nhà nắm nạn, rất no cho việc tôn miếu xã tắc. Dâng biểu Trần Tình rất mong được hoàng thượng cho triều kiến. Vua Chiêu Thống ngậm ngùi tấm lòng thật của Bồng, chấm là chấm đã nường biết chỉ vì không khéo xử sự trong lúc gặp biến, cố nên mới ra nỗi thế này. Nếu đã nghĩ, nại và biết hối chấm sẽ có cách đối đãi chẳng những giữ được dòng dõi mà cũng không mất địa vị giàu sang. Nguyên lúc đó vua chiêu thống bị hữu chỉnh lộng hành, lộng quyền không làm gì được nên lại có ý hợp tác với trịnh bồng. Tuy nhiên khi chiêu thống sai người đi đón ông Nguyễn Hữu Trình, hay tin mang quân đánh tan quân của Đinh Tích Nhưỡng, Nhưỡng thua nặng không còn thủ hạ binh khí bỏ chúa mà chạy, trịnh bồng phải lần trốn ở vùng ven biển cuối cùng ông bỏ đi tu tự xưng là hải đạt thiền sư đi khắp vùng lạng sơn và cao bằng có người học trò cũ vũ kiều ở kinh kỳ chạy loạn lên lạng sơn gặp ông ở chùa tam giáo nhận ra là chúa trịnh bèn nói với các tướng bản địa là hà quốc kỳ và nguyễn khắc trần đón ông về nhà tính chuyện khởi sự ông chắp tay nói rằng mọi người nhận nhầm nhưng vũ kiều một mực không chịu khuyên ông bỏ tu hành để khởi phục cơ nghiệp ông khóc nói rằng sức ta đã hết của không còn mà vẫn không thể giành được. Với trời nên đành nín nhịn để giữ lấy thân mình, đâu còn dám làm càn để lại nằm nỡ nữa, nữa, lại nằm lần nữa. Hà Quốc Kỳ và Trần Khắc uh, và khắc trần thấy trịnh bồng nói nộ chân tướng quyết ý giữ lấy ông để ra lệnh cho quân lính tuy nhiên cả hai người đều là tướng không có tài muốn lợi dụng việc nập ngôi chúa để mưu đồ riêng dân trong vùng không phục nổi dậy giết chết cả kỳ và trần Nê chiêu thống theo quân thanh vào thăng long sách uh, nê quý uh, kỷ sự chép giáng phong yến đô vương trịnh bồng xuống làm huệ địch công bồng từ kim bảng đến thăng long lại mừng nhà vua tự hoàng mời vào hội kiến thăm hỏi yên ủi bồng cảm khóc nại tạ tự hoàng sai phong bồng làm huệ địch công sau đó mỗi khi triều yết bồng cũng ngang như bách quan trịnh bồng được sách hoàng lê nhất thông chí miêu tả là người đôn hậu thật thà không có hùng tâm làm chúa khi bị mất ngôi cơ nghiệp của cha ông không thể cứu vãn ông trốn đời bỏ đi tu hành rồi trốn đời đi biệt tích tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện cầu viện nước ngoài sau này quân tây sơn do nguyễn huệ chỉ huy tiến chiếm thăng long Lê chiêu thống phải chạy sang trung quốc trịnh bồng đã bị truy đuổi gắt gao và phải đánh sang ai lao thấy em, um, thấy em chiêu thống là lê duy chỉ chạy lên hà giang chống tây sơn trịnh bồng tìm cách bắt liên lạc ông lại tự coi mình là chúa ban chức cho một thuộc hạ là Lê Duy Giao làm nhập thị, sai soạn thư, thay lời đề nghị duy trì hợp sức. Sau khi duy trì trả lời đồng ý tháng 10 năm 1790, Trịnh Bồng đến huyện An Sơn phía Tây Thăng Long dự định đánh úp thành này nhưng ông không trực tiếp thực hiện mà lại giao cho Lê Duy Giao chuẩn bị rồi tự mình ẩn náu về vùng Thượng Du. Đầu năm 1791, Trịnh Bồng qua đời tại Cao Lũng. Cùng lúc đó, các thuộc hạ của ông lộ bị lộ mưu tập kích Thăng Long và nhiều người bị quân Tây Sơn giết nên Duy Giao trốn thoát. Theo sách trịnh gia chính phả, vào ngày 11 tháng 1 âm lịch năm Tân Hợi, tức ngày 13 tháng 2 năm 1791, Trịnh Bồng qua đời ở đất cổ Nũng Ai Lao, hưởng thọ 52 tuổi. Ông có 4 người con trai. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua ngày 15 tháng 7 năm đó, vua Gia Long hạ dụ rằng nhớ xưa họ ta cùng họ Trịnh vẫn là thân thích. Ờ... Uh quãng giữa bắc nam đôi ngả thành xa cách nhau đó là công việc của tiền nhân ta cũng không nên nói đến nữa tay ta trả được hận dẹp được giặc trong ngoài thống nhất uh, như một nhà thì tình thân qua cát từ xưa lại nên nhớ đến vậy chiếu ban cho trong họ đều biết nên phải bảo nhau họp chọn lấy năm sáu người tộc trưởng có tài cán biện đến hành doanh chầu mừng và đưa cả sổ sách gia tiên để tìm rõ được chi phái đích thứ mà thu nộp cho để hậu nghĩa hai họ với nhau. Do đó con trai của Trịnh Bồng là Trịnh Tư được cho làm giám thủ việc uh, tế tử tiên vương họ Trịnh. Thì, uh, trong số ngày hôm nay chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ 12 của nhà Trịnh. Đó chính là chúa Trịnh Bồng. Ông nên ngôi năm 1786 và cũng uh, mất vào năm 1789 Chỉ vì là có một năm Và sau đó thì ông đã mất Tại Ai Lao vào năm 1791 Và hưởng 52 tuổi Và chấm dứt um, sự cai trị Của nhà Trịnh ở Đại Việt Với hơn 200 năm Thì uh, bắt đầu bằng uh, Chúa Trịnh Sâm Đó là Uh, người khởi đầu cho các chúa trịnh và cuối cùng đó chính là Trịnh Bồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thì uh, trong số tiếp theo, Chúng sẽ xin được chia sẻ về các vị vua thời vua Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam. Thì uh, nhà Hậu Lê bắt đầu từ năm nghìn uh, bốn 127 bắt đầu từ thời vua Lê Thái Tổ lên lợi và đến năm 1527 thì nhà Lê đã bị mất dưới tay của Mạc Thái Tổ, Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung chính là người đã cướp ngôi nhà Lê. Và sau đó thì các cái đại thần nhà triều nhà Hậu Lê đã phù phù Lê diệt Mạc và trong đó thì có Nguyễn Kim. Thì Nguyễn Kim sau đó bị chết và đã truyền lại binh quyền của mình cho con rể đó chính là Trịnh Kiểm và con của Trịnh Kiểm đó chính là Trịnh Tùng đã diệt được nhà Mạc năm 1592 dẹp được nhà Mạc và sau đó thì cùng với lại con cháu nhà mình đó là các đời chúa tiếp theo đã gây dựng nên cơ đồ của nhà họ Trịnh đó là vua Lê chúa Trịnh trong lịch sử Việt Nam thì thực quyền nằm trong tay các chúa trịnh, còn vua Lê chỉ là tượng trưng mà thôi. Thì đây cũng là một cái nét đặc trưng trong lịch sử Việt Nam khi mà các thời vua Lê Trung Hưng thì không có thất quyền mà chỉ là một cái bình phong và họ trịnh chính là những người trực tiếp điều hành đất nước và binh quyền nằm trong tay các chúa trịnh. Thì nhà trịnh cũng đã đến hồi suy vong thì đến năm 1787 thì vị chúa cuối cùng của nhà Trịnh đó chính là Trịnh Bồng đã uh, chết và bị mất và lúc đó thì thế của Tây Sơn đang rất là mạnh quân Tây Sơn thì uh, trong số tiếp theo thì uh, xin được chia sẻ về các vị vua thời Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi lắng nghe.